Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay mới về được cái lô phôi mai vàng nha. Hình cây đẹp đẹp không nghe cô chú anh chị. Đó nè, cây cực kỳ quái luôn ha. Này để giá hữu nghị của chú anh chị mình chơi ha. Mã số đầu tiên là 120. Cây này đâm chồi tùm lum chân nè, để em tỉa lại bớt nha anh chị. 120, chị về muốn ghép ghép ha. Quá khứ cái cũ cây này luôn nè. Rồi, tôi xác một đĩa. Đó. Rồi cái này thì hoành của nó là 27 nha anh chị. Hoành chỗ này là 27 nè. Chiều cao của cây này là 81. Mã số là 120. Cây khéo cây to lắm ha. Rồi cái này 1,2 triệu thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Giá cực kỳ mềm nha. Rồi tiếp theo 121. Này em cũng mới cắt lại nè. Đâm chồi lên hết trơn nha anh chị. Nếu mà em đo cái eo của nó là 22, đồ nguyễn cũ ấy, cũ cây này bự dữ dằn, cái cũ luôn, nó nở cũ dữ dằn luôn nghe anh chị. Cũ cây này 40 luôn nghe anh chị, 40 hoành cái cũ luôn ha. Anh coi nè, vốt ốp này này cực kỳ quái luôn. Chiều cao là 68. Em quay kỹ cái cũ cho anh chị coi nè ha. Quá khứ cái cũ cây này cũ đẹp lắm anh chị. Đó, 121. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn. Cũ quá to. Rồi tiếp theo 122. Ồ, cây này mini nha anh chị. Ồ, cực kỳ quái luôn. Dương dương còn dày à. Rồi 20 hoành. Ồ, cũ. Chiều cao là 31. Quay sờ kìa. Mã số là 122. Ồ, cây này khá đẹp nha anh chị. Rồi cái này để ghẻ 450 thôi anh chị ơi, bao ship luôn, 450 ngàn. Mã số mấy vậy anh? 122. Rồi tiếp theo 123. Cây này cũ cũng cực kỳ quái nha. Đo cái eo này với đo cái cũ này được đây. Kỳ quái lắm ha. Cái eo của nó là được 15,5. Rồi đo nguyễn cũ. Cái cũ cây này là được 23. Mã số là 123 ha. Chiều cao là 26. Quay chỉ sợ cái 123. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 ha. Cây nhỏ mà đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số là 124. Quá khứ cái cũ chà bả luôn. Cây này thì nó hoành của nó là 16 nha anh chị. Chiều cao là 21. Cây cực kỳ quái luôn. Nhỏ mà nó quái lắm ha. Mã số là 124. Rồi cây này cũng 450 nha anh chị. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 125. Cây này quái nha. Thủng búa luôn. Để điều gan luôn ha. Rồi hoành cây này là 17 nha anh chị. 17 hoành. Chiều cao của cái đó là chiều nằm dài là 20. 125. Để thú rất là quái luôn. 125. Rồi cây này đế đẹp nha anh chị. Rồi cây này giao lưu anh chị 500 ngàn. Bao ship tặng nhà 125. Rồi tiếp theo 126. Quá khứ cái cũ luôn. Hoành cái eo là 18 ha. Anh đồ nguyễn cũ dưới này giùm em coi. Cây này bị thẹo bên này miếng nha. Mà sành hết rồi. Cái cũ ở dưới là 33. Đó, 126. Chiều cao của cây này là 27. Đó, 126. Quá khứ luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha. 126. Rồi 127. Cây này giống như thú nằm cực kỳ quái nha anh chị. Đó, 127. Hoành của cây này là 12. Chiều cao là 12 luôn anh chị ơi. Cực kỳ quái luôn, nằm về ườn luôn ha. 127. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 ngàn. Bao ship 127. 128. 128 nha. Cây lắc lượng luôn chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn ha. Hoành là 17. Bộ đế một nùi luôn ha. Chiều cao là 35. Hết biết cái cụ đế này chị. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn nha. Mã số 128, em bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 129. Cây này cũ quái nữa nghe anh chị. Đó, hoành của nó là 16. Chiều cao là 25. 129.
chị coi bệ đế quá sướng cái bệ đế nha. 129. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 600 ngàn nha, bao ship tặng nhà luôn. 129. Rồi tiếp theo 130. Ồ, cây này cốt cành có chứ mà em tỉa lại nè chị, tại qua Tết mình phải tỉa lại. Cây này hoành là 22, cái củ dưới này chà bá nè anh chị, củ đỏ củ thử cái củ cây này lên tới 32, gần 32 ha. Cái này thì nó có hổm, nó chạy miếng chỗ này nè, tét miếng á mà nó kéo sẹo hết trơn nè anh chị, sành hết ha. Chiều cao của cây này là 57, đó mã số là 130. Rồi quay sơn vòng củ này bự lắm ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 này, bao ship luôn nha anh chị. Đó, rồi cây này quá đẹp, 131. Anh đòi cái thân với đòi cái cũ rồi. Cái hoành thân của cây này là 17 nha anh chị. Đó, nguyên cái cũ, cái cũ của cây này là 24. Đó, chiều cao của cây này là 68. Thằng lắc lượng cực kỳ đẹp nha anh chị. Đó, mã số là 131. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 nha, bao ship tặng nhà luôn. 131. Rồi tiếp theo 132. Ồ, cũ dữ nữa nè anh chị. Cái thân của nó là 17. Rồi đồng nguyên cũ. Cũ cây này là 25. Chiều cao của cây này là 43. Rồi 132, quay sơn vòng này. Quái lắm nha anh chị. Rồi cây này 750 nha, bao ship tặng nhà luôn. Cây đẹp lắm ha. Rồi. Rồi tiếp theo, mã số là 133. Quá khứ cái cũ luôn. Cây này hoành eo của nó là 15, hoành cũ á, đôi nguyên cũ anh. Cũ dưới đó hơi xuống dưới chút đó là 25 nha anh chị. Đó, cây này cốt cành rất là đẹp luôn á. Chỗ này đế quá trời đế luôn. Chiều cao là 82. Đó, quay sơ giùm em cái. Nè, chị coi củ đế nè. Quá khứ củ đế cây này luôn. Mã số là 133. Rồi, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là cây này 900 ngàn ha, bao ship tặng nhà luôn. À, 133. Rồi 134. Cây này là quá phê luôn chị ơi. Quá phê luôn. Hoành của nó là 18. Nguyên cái cũ của nó là 27. Chiều cao của cây này là 35. Nhìn quái lắm nha chị. Rồi cây này để rẻ anh chị triệu 2 ha. 134, 1,2 triệu bao ship. Rồi tiếp theo 135. Này bè vàng đế cũng đẹp ha. Cái này hoành của thân nó là 22. Chiều cao cây này là 45. 135 nha anh chị. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị 450 nha. 450 bao ship, mã số 135. Rồi tiếp theo 136. Ồ, cái này cái cũ nè. Hết biết cái cũ nằm về ườn luôn đó luôn. Rồi hoành của cây này là 21 nha anh chị. Đó, cũ quá trời khứ cái cũ luôn. Chiều cao cây này là 32. Em quay sờ em quay cái cũ. Đó, chị nhìn cái cũ ha. Rất là phê luôn. Mã số là 136. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi cây này giao lưu anh chị mình là 750 anh chị. Cũ đẹp lắm ha. 750 ngàn bao ship luôn. Giá cực kỳ mềm luôn. Rồi tiếp theo là lô mai tứ quý nha chị. Mã số là 137. Cây này mai tứ quý nha. Đế quá trời đế luôn nè. Cây này thì hoành là 17. Chiều cao của cây này là 38. Cây mai tứ quý nha cô chú anh chị. Quay sơ giùm em 137 ha. Lá tứ quý luôn ha. Này chị về ghép ghép nha. 137. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn nha, bao ship. Cây mai tứ quý 137. Rồi tiếp theo 138. Cây mai tứ quý nha anh chị. Cây này cốt khó khăn lên nha. Cực kỳ quái luôn ha. Rồi anh đòi sát cái cụ đế này, này hoành nó như sát cụ đế thì hoành của nó là được là 32 hoành nha anh chị. Sát đế hoành 32. Chiều cao cây sống khỏe hết anh chị ơi.
chiều cao của cây này là 1m35. Cúc cành đều gan ha, này nữa chỉ về ghép là ok lắm nha. Rồi mã số là 138. Rồi cây này giao lưu anh chị là 1,7 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn, 1,7 triệu thôi. Rồi tiếp theo cũng là cây mai tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Đó. Hoành của cây này là 18 hoành. Chiều cao cây này là 89. Mã số là 139 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây mai tứ quý này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 nha, rẻ luôn, bao ship tặng nhà luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự ra cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú chị. Này rất là dày nha cô chú chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha.
bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô chú chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á. Mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nó nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì...